Công việc đặc thù của người diễn viên ấy thì làn da là quan trọng nhất. Một người phụ nữ nếu mà chúng ta có một làn da đẹp thì đó là một trời ban tặng cho mình. Và đó là một cái vũ khí rất là lợi hại, giúp ta tự tin hơn khi mà mọi người ngắm nhìn mình. Khi mà chúng ta có một làn da đẹp, chúng ta có một ngoại hình sáng láng thì chắc chắn là tinh thần của chúng ta sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, phấn chấn rồi. Khi Nhi đẹp lên thì đóng vai bà chủ, người mẫu, luật sư, rất là nhiều, toàn là những cái vai nó nâng cái nhan sắc của mình lên. Hai vợ chồng kháng khích với nhau hơn, vui vẻ hơn và tâm lý thì lúc nào cũng phơi phới hết. Phụ nữ sau khi sinh thường là sẽ xuống sắc rất nhiều, nhưng mà với mình thì sau khi sinh mình thường nhận được rất là nhiều lời khen, trông Lê có vẻ đẹp hơn thì phải. Ngày xưa Nhi không có biết chăm sóc bản thân mình, không có biết chăm sóc cái vẻ bề ngoài của mình. Nhi đã bị rớt rất là nhiều, đến nỗi mà đến thời điểm bây giờ luôn, cái nỗi ám ảnh casting đối với Nhi rất là lớn. Khi mà sinh bé xong á, chị cảm thấy da của mình nó khô đi, nó sạm xuống. Cái trường đoạn mà Ngọc Ánh ở ngoài nắng nguyên một ngày, khi mà quay xong bộ phim đó về thì mọi người nhận không ra Ngọc Ánh luôn. Bởi cái làn da nó sạm, nếp nhăn thì nhiều mà rất là đen. Ở lứa tuổi của Thanh Lam cũng đã bắt đầu đi đến cái giai đoạn của tiền mãn kinh, khi mà chúng ta nhìn soi gương và thấy có những cái đốm tàn nhang, những cái nếp nhăn, đôi khi thấy rất là hoảng hốt. Đây là sâm Angelago. Sâm Angelago thì nó có những cái tinh chất sau đây. Tinh chất đầu tiên là phyllotomos. Cái tinh chất này giúp chống nắng từ bên trong và sản sinh collagen để mà có một cái làn da trắng sáng, rạng ngời. Tinh chất thứ hai có tên là Lepidium Geni. Với tinh chất này thì nó sẽ giúp cân bằng bộ ba nội tiết tố theo cơ chế nội sinh, rất là an toàn. Sau 3 tháng sử dụng và mỗi ngày phải uống đều đặn 2 viên thì mình thấy là làn da của mình sáng đều màu hơn này, giảm được các cái vết nám sinh lý sau khi sinh. Khi mà được sử dụng sâm Angelago thì Thanh Lam rất là tự tin về làn da của mình. Nó đã căng hơn và nó đã giảm được những cái nếp nhăn. Và đặc biệt là Thanh Lam cảm thấy luôn luôn hưng phấn với những cái show diễn của mình. Bởi vì ngày hôm nay lúc nào mọi người gặp Ngọc Ánh cũng đầy sức sống và nhìn rất là khỏe khoắn, trẻ trung, bởi vì Ngọc Ánh tìm những cái sản phẩm mà có uy tín. Thanh Lam đã tìm thấy một người bạn đồng hành của mình và mong rằng sẽ chia sẻ bí quyết của mình với mọi người. Diệu Nhi và mẹ của Diệu Nhi đã tin dùng, còn các bạn thì sao? Hãy cùng với Diệu Nhi trải nghiệm sâm Angelago nha.